Phải gửi một đứa qua Mỹ thôi anh à. Em nhỏ tí một chút thôi, coi chừng đánh thức mấy đứa. Ngồi xuống rồi từ từ nói. Đi Mỹ sao? Đây đáng lẽ là chuyện vui, nhưng trong lúc này lại không có gì vui hết. Tháng nào chúng ta cũng phải vật lộn với tiền học phí cho bọn trẻ. Bây giờ có thêm Barbie nữa, lỡ chúng ta không nuôi nổi nó thì sao? Anh cũng biết là rất khó khăn, nhưng mà nói gì thì nói, em mang thai cũng là chuyện đáng ăn mừng. Ba nói cái gì chứ? Em bé nữa hả? Trừ khi bây giờ anh được tăng lương, nếu không thì chắc chúng ta phải gửi một đứa qua Mỹ để anh hai của anh chăm sóc giúp. Gửi tụi mình tới Mỹ. Barbie à, con nói với mẹ là con rất thích ăn chăm bông mà, có đúng không? Đây nè, ăn đi con à. Barbie ơi, con chuẩn bị xong chưa? Chà, nhanh lên nhanh lên, chúng ta sắp trễ rồi. Mẹ ơi, sao bác lại tới nhà mình vậy mẹ? Barbie à, từ giờ con sẽ qua Mỹ sống với bác. Tối nay là con có thể ăn tối ở Mỹ rồi. Con sắp phải đi Mỹ rồi sao? Barbie ơi, hãy ngoan ngoãn nghe lời bác nha con. Gia đình mình sẽ cố gắng qua đó thăm con. Barbie ơi. Mẹ ơi. Barbie ơi. Nè, Barbie, tại sao con lại uống sữa ngay trong hộp hả? Mẹ đã nói rằng con phải rót ra ly rồi mà. Con mới thức dậy thấy khát quá cho nên. Bây giờ con đã lớn rồi, cho nên không thể cư xử như một đứa bé hoài được. Con có hiểu chưa? Thương em bé trong bụng thôi. Mình thật sự đã bị mẹ cho ra rìa rồi. Mẹ chắc chắn sẽ đưa mình qua Mỹ với bác cho cười. Sữa ơi, mình muốn uống sữa. Không lẽ mình phải đi Mỹ thiệt sao? Tụi mình chia nhau xài đi. Em đã phải để dành lâu lắm mới có được như đó. Trả đây. Chia cho chị một chút đi mà. Trớt rồi. Nó là của chị mà. Không phải rồi. Mình sẽ tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân. Mà bây giờ mình biết phải kiếm tiền bằng cách nào đây? Mấy đứa đứng lại đó. Tao đứng lại. Cô mà bắt được thì biết tay. Mấy đứa nhóc đáng ghét, rốt cuộc tụi nó đã lẻn vào cửa hàng từ lúc nào vậy chứ? Chắc là mình phải tìm người coi cửa hàng bán thời gian mới được quá. Cô ơi cô. Ủa? Cô có thể thuê con trong coi cửa hàng có được không? Cô ơi cô. Cô đã nói rồi không có được đâu. Con nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ, nên cô hãy nhận con đi mà. Nha, con nhận lại đi. Trời ơi bé con à, công việc bán thời gian này dành cho người lớn chứ đâu phải dành cho trẻ con như con chứ. Nhưng con vẫn có thể làm tốt mà cô. Cô làm ơn hãy nhận con vào làm đi, có được không? Bây giờ cô đang bận lắm. Cái này cho con, ăn xong rồi về ha, được không? Cô hãy cho con làm ở đây đi mà. Barbie à, sao em đứng ở đây khóc vậy? Các chị ơi. Em không chịu nói hả? Tại sao lại đứng giữa đường mà khóc như vậy chứ? Chuyện đó thật ra là vậy. Em nói gì? Mẹ có thêm em bé nữa sao? Và một trong số chúng ta phải qua Mỹ với bác hai hay sao? Em không muốn đi. Em chỉ muốn sống ở nhà chúng ta thôi. Em đừng khóc nữa. Nếu chuyện đó xảy ra thì chị sẽ đi cho. Chị
sớm như vậy thì không được hả Thương đâu, nên chị phải đi thôi. Cho dù là vậy thì em không muốn sống thiếu chị đâu chị Mimi à. Hai đứa có chịu thôi đi không? Dù có là em bé trong bụng mẹ hay là chúng ta đi chăng nữa, chị nhất định sẽ không cho bất kỳ ai phải đi Mỹ đâu, em yên tâm. Nhưng bằng cách nào? Không thể để gia đình của mình bị chia cắt vì nghèo được. Nếu như chúng ta cố gắng chăm chỉ kiếm tiền học phí thì sẽ không ai phải đi Mỹ hết. Đúng rồi, em có thể làm bất cứ điều gì cho gia đình mình. Em cũng vậy. Nói hay lắm, không ai có thể chia cắt gia đình của chúng ta được. Chỉ cần hợp lực, chúng ta có thể làm bất cứ gì. Đây là con búp bê mà em thích nhất. Buồn quá. Đó là cây viết chì tự động mà Sơn Hôn đã tặng chị đó. Đó là cái nón em thích nhất, vì khi đội nó nhìn em rất đẹp trai. Trời ơi, búp bê này đẹp quá mẹ à. Giá của nó bao nhiêu vậy? Bạn thật sự muốn mua nó hả? Sao không thử dạo một vòng xem trước đi? Trả tiền nè. Được, cảm ơn bạn nhiều nha. Búp bê này đúng là đẹp thiệt. Búp bê của em. Chúng ta kiếm được tiền rồi. Búp bê của em. Viết chì tự động đẹp quá, bao nhiêu vậy con? Dạ 1.000 won đó con. Của con đây. Dạ. Mình thật là may mắn mà. Nhưng đó là đồ của Sơn Hôn tặng chị mà. Chị ơi, tụi em đói quá, mình có thể mua gì ăn được không? Nếu giờ mà mua đồ ăn thì chúng ta sẽ còn rất ít tiền đó em. Tiền thì không kiếm được bao nhiêu, mà mùa xuân thì còn xa quá. Phải làm sao để kiếm tiền học phí bây giờ? Chắc là do trời lạnh đây mà, hôm nay được nhiều ghê. Ê, mấy đứa bé này tụi con bị làm sao vậy? Chú gì ơi, phải làm sao tụi con mới có được cái máy này vậy? Hả, mấy đứa nói cái gì? Tụi con có thể mua cái máy bán hàng tự động ở đâu vậy? Cửa hàng phế liệu. Đúng là ở đây rồi. Các con nói gì? Chú ơi chú, tụi con muốn mua một cái máy bán cà phê tự động. Nếu chưa đủ, tụi con sẽ mang thêm tiền tới trả cho chú sao? Trong con heo này có rất nhiều đồng 500 won. Chú có thể đếm lại thật kỹ. Ê, mấy đứa nhỏ này thiệt là bộ tính giận mặt với chú đó hả? Mau kéo nhau ra sân chơi đi. Chú ơi chú, tụi con không có giỡn đâu chú ơi. Hai đứa cứ băng qua đường, sau đó đi dọc theo hướng này nè. Nó nằm đâu đó gần đây thôi. Baby, mẹ ơi, đi nhanh lên. Baby. Phải làm sao đây? Chú An nói là ở trên đường này, nhưng sao mình tìm hoài không thấy Baby ơi, em ở đâu vậy chứ? Ơi, giờ phải làm sao đây? Hả? Nè mấy đứa, xảy ra chuyện gì vậy? Barbie là ai hả? Các chị ơi, em ở đây nè. Barbie à. Thưa chị ơi, em xin lỗi nhiều lắm. Không nên Barbie, người chị mới phải xin lỗi nè. Khi phụ nữ mang thai thì không thể để họ tức giận hay la hét được, cho nên chúng ta phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này, em hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi. Dạ, đây là bí mật. Chị ơi, em lượm được 500 won.
chuyện ngày hôm nay càng khiến chị nhận ra là chúng ta chính là một gia đình, không thể chỉ vì thiếu tiền mà bị chia cắt được. Từ ngày mai chúng ta lại bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền nha. Các em có thể làm được không? Dạ, tụi em có thể làm được. Bà Kim Nang Hyang đã có kết quả xét nghiệm. Dạ. Bé được mấy tháng rồi hả bác sĩ? Tôi có vấn đề tiêu hóa và cảm giác khó chịu buồn nôn vào mỗi buổi sáng. Hả? Chị nghĩ mình mang thai sao? Là do cân nặng của chị thôi. Cố gắng đừng ăn nhiều quá. Chị không nên ăn đến nỗi bị bệnh như vậy được. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Ít nhất thì tụi mình cũng biết được là em không mang thai. Dạ, anh nói rất đúng mà. Bắc Kim Thang, cả Lan Bi Rờ, cột qua kẹo là kẹo qua cột. Ê, mấy đứa nhà mình. Chúng ta có một combo, đầu trước chiếc chị kèm gom rất xinh đẹp. Trời cha đu. Vào nhà của tôi hả? Nói nào, ông là ai? Hả? Là ba. Chà, chà đùa. Tại ba hù con chứ bộ. Nhưng sao ba về nhà mà lén la lén lút như ăn trộm vậy ba? Ba sợ đánh thức con mà. Anh đúng là một người cha chu đáo mà. Đồ cứu ba. Mấy đứa lấy cho ba ly nước. Hình như là ba thức rồi kìa. Có ai ngoài đó không? Lấy cho ba miếng nước đi. Ba khát nước quá à. Lấy nước cho ba đi. Dạ con lấy liền. Chị Mimi, em sẽ đi với chị. Ba ơi. Các con của ba ngoan quá à. Cũng chỉ có mấy đứa là quan tâm tới ba thôi à. Ba ơi, mặt của ba bị sao vậy ba? Hả, cái này hả? Chuyện là vậy. Tối hôm qua sau khi ba xong việc, ba đang trên đường trở về. Bọn trẻ thích cái này lắm đây. Khoảng thời gian dành cho gia đình luôn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Trời lạnh rồi phải mau về mới được. Hả? Lúc đó ba mới nhìn thấy một sinh vật rất lớn đang lục thùng rác của siêu thị. Xong rồi đi đi, đừng vào thị trấn nữa vì nơi này không an toàn. Nếu để người khác nhìn thấy tụi bay sẽ gặp chuyện đó. Hả?
ba xin lỗi mấy đứa nha. Chắc mấy đứa mong được ăn gà lắm có đúng không? Dạ không sao đâu ba. Mẹ ơi, mẹ cứ định như vậy mà bỏ qua luôn sao? Ba biến mẹ thành gấu mẹ luôn rồi kìa. Kệ ba của con đi, với lại hai đứa nhỏ cũng rất thích mà. Rồi tất cả cũng sẽ qua thôi. Con không nhớ gì hết hay sao? Lúc bằng tuổi Mimi á, con cũng tin những điều mà ba con nói. Hả? Con hả mẹ? Làm gì có chuyện đó chứ. Lúc đó con thật sự đã tin ba của con chính là siêu nhân, có thể làm được tất cả mọi chuyện, có thể tạo nên tivi và tạo vũ trụ. Ba ơi, con tự hào về ba quá. Chiến thắng là mặt nạ hổ. Mặt nạ hổ giỏi quá đi. Sao vậy, các con thích mặt nạ hổ hả? Thích lắm ơi. Mặt nạ hổ là người mạnh nhất luôn đó ba. Ê, con nói phải, anh ta đã giỏi hơn rất nhiều. Ba ơi, ba cũng biết mặt nạ hổ hả ba? Tất nhiên rồi, không giống gì con. Ba là người dạy anh ta tất cả những kỹ thuật đó đó nha. Nếu ba nói ba là người đã trao chiếc mặt nạ hổ đó cho anh ta thì các con có tin không vậy? Ba ơi, ngày mai là chủ nhật, ba có kế hoạch gì không ba? Không có. Con muốn hẹn hò với ba hả? Dạ, ngày mai con muốn cả nhà mình cùng đi tới một nơi. Da da. Wow, cái này chắc là mắc lắm nè. Ở đâu mà em có nhiều quá vậy Mimi? À, Baby là một fan cứng của mặt nạ hổ đó. Thằng bé để dành tiền để mua nó. Dạ phải, để dành từng đồng luôn. Với lại ba của chúng ta có quen biết với mặt nạ hổ, cho nên chúng ta có thể xin chữ ký và chụp hình với chú ấy. Ba đâu rồi? Tại sao mình lại nói lung tung như vậy chứ? Mấy đứa à, hôm nay ba bệnh rồi, các con có thể tự đi đến đó được không? Nhưng phải có ba tụi con mới có thể xin chữ ký và chụp hình với chú ấy được chứ ba. Con đã hứa là sẽ cho bạn bè coi hình rồi, con không muốn trở thành kẻ nói dối đâu. Còn không mau ngồi dậy thay đồ đi. Nếu đã gây ra chuyện thì phải tự giải quyết hậu quả chứ. Nhiều quá đi à. Con muốn được nhanh chóng vào bên trong. Con nôn quá. Thật ra Barbie à? Ba ơi, sao chú ấy không nhìn chúng ta vậy? Ba từng nói ba là người đã dạy những kỹ thuật cho chú ấy mà. Chuyện đó thì ba ơi, tất cả là nói dối đúng không? Ôi trời ơi, mấy cái đứa này, chú ấy không được phép nói chuyện với bất kỳ ai trước trận đấu đâu. Người ta cần phải tập trung tinh thần mà. Có đúng vậy không hả ba? Đúng vậy. Cũng phải ha. Vậy sao trận đấu chúng ta có thể chụp hình chung với chú ấy phải không ba? Tất nhiên à, để ba đi hỏi cậu ấy nha. Giờ con chỉ quan tâm chừng nào chúng ta mới được vô bên trong đây. Mẹ chờ con một chút nha. Con phải vô nhà vệ sinh một lát. Cái con bé này, đáng lẽ ra hồi nãy phải đưa ở nhà mới đúng. Nhanh nhanh một chút nha. Cố lên, chủ mặt nạ hổ ơi. Ba ơi ba, ba vui lên
phải phải ha. Michael Tornado. Xin chào sư phụ. Ý tôi là tiền bối à, sao anh lại ở đây vậy? Tôi chỉ dẫn mấy đứa nhỏ đi gặp được anh tôi mừng quá. Cảm ơn những kỹ thuật mà anh đã dạy tôi, giờ vậy tôi mới trở thành nhà vô địch. Thật tuyệt vời. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy con? Mẹ không biết được đâu. Ủa? Chú mặt nạ hổ ơi, chờ con với. Nè cô bé, con không thể theo anh ấy vào trong đâu. Nhưng mà chú ơi, con có chuyện quan trọng lắm. Chú mặt nạ hổ ơi, cầu xin chú hãy giúp ba của con có được không? Hả? Tuyệt vời, ba là tuyệt nhất. Lần này con đã cứu ba con rồi đó. Mẹ hy vọng ông ấy sẽ không phạm sai lầm một lần nữa. Con nghĩ là sẽ không đâu. Mẹ ơi mẹ, chị ơi chị, ba nói với con ba là bạn của tổng thống. Ông xã ơi, anh có thôi đi hay không? Trời ơi.